Hương hội nghị Quỳnh Tiên kìa nghe tin ông mười tới thiên duyên đi tranh lòng thư vân vân tiên vân tiên mượn cánh chim hồng nghi xuân đi mơ mang kìa bóng trăng soi tỏ cánh trường này ngọc thề vàng mừng nay
đón rước quan hoàng mười giáng lâm diệu đào. Diệu đào kính chúc thành minh minh Hoàng về lục chi thần thông.
đâu tỏ mặt với dân với đời. Tề tay tiên rót chén rượu đào, nhất tuần sơ dâng lên điện ngọc để các cô dân bài là mời rước quan hoàng người dưới. Sư quan hòa tề tay thiên chúc chén rượu đào, nhị tuần là dâng lên cung bầu đề các cô nâng mời là mời rước quan hòa người sư. Các cô tiến dân mời rước quan hoàng sư. Tay tiên gió chén rượu đào, tam bối dâng lên điện ngọc để các cô dân mời là mời rước quan hoàng người sư. Các cô dân mời là mời rước quan hoàng người xây. Đất Nam
xứ Nghệ. Nước thơm danh thank you.
chư quan hoàng 10 ngày chư trừng thù ở trong đất mà nghề ác. Chư khi về thiên bàng hoàng lại lên trời đô thần. Chư quan hoàng 10 ngày dù rằng các thân đông đông thì ông có đi mô răng rửa nhưng nhớ ngày kỳ tiếc phải về về đến mà bắt bị hầu ông. Đào tiên như trăng rằm sáng soi đêm trường thần tiên sứ nghệ quan hoàng nước danh trung kỳ người ta ngược xuôi nam bắc bằng đi về bốn phương ai cũng vô qua đền nông khuya sớm đèn hương biến nghĩa sâu cạn công năm năm ghi nhớ núi kia dấu mòn đức hoa vẫn vẫn tựa vẫn dương tiệc vui ông về bút phê sớ đồ cho trăm họ thương
tiếng đông người về chân thủ Nghệ An.